xin kính chào quý vị. Vâng, quý vị không lầm, đây là chương trình Góc Tím của Phương Thanh Nga. Thì hôm nay ba chúng tôi nhìn rất khác những cái ngày bình thường, nhưng mà vẫn là Phương Thanh Nga. Kính thưa quý vị, thì cũng với nhà thiết kế thời trang Quốc Việt, hôm nay chúng tôi có mời thêm chị Susi Fiha để mà giúp làm trang điểm một cách nào cho nó khác lạ một chút, và cũng để phù hợp với những cái kiểu thiết kế những cái chiếc áo dạ hội của anh Quốc Việt. Thì trước hết thì Xuân Phương xin mời chị Susi Fiha gửi lời chào khán giả. Cảm ơn Phương, và Susi Fiha xin kính chào quý khán giả của đài VYN 57.3. Hôm nay Fiha rất là được vui là được chị Phương, chị Thanh, chị Nga là để được cộng tác chung chương trình, để làm cái chương trình fashion show với anh Việt ngày hôm nay. Đó là một niềm vinh dự, cũng như một cái điều mà được ngứa ngáy nghề nghiệp, thì được thay đổi, được hy vọng là làm cho Nga được thích với cái bộ trang phục của anh Việt, rồi cái tóc, rồi cái trang điểm của Nga. Anh Việt thấy nó ok, cái hợp với cái áo của anh không? Rất là hợp thật quý vị. Cảm ơn Việt. Cũng phải nói để sửa là bởi vì đôi khi khán giả cũng có thêm ý kiến là mỗi người có một cái trang điểm khác nhau. Rồi còn chị Phương thì cũng vậy. Hôm nay quý vị rất là thấy rất là thay đổi cái cách nhìn của Phương như mọi ngày. Quá là hấp dẫn, phải không thưa quý vị? Hy vọng là mỗi ngày Phương lên trên khán giả với những cái trang phục mà nhìn rất là sexy như thế này nữa. Vâng, cảm ơn Susi. Nhưng mà thật sự đó quý vị, Xuân Phương không... Một điều chắc chắn đó là không thể ngày nào cũng phải lên như thế này được. Bởi vì cái vấn đề là cái thời gian mà làm cho để mà biến đổi Xuân Phương với Thanh Thanh với Thùy Nga đó, nó rất là, Xuân Phương cũng không ngờ là nó mất thời gian đến như vậy. Và cũng cảm ơn anh Quốc Việt cũng như chị Susi Fiha, đã, Xuân Phương biết là hai người cũng rất bận rộn, nhưng mà cũng đã lên để giúp tụi này tạo một cái khác lạ cho cái không khí của chương trình Góc Tím. Thì Xuân Phương xin hỏi Thanh Thanh là Thanh Thanh cảm thấy như thế nào? Có thấy mình lạ từ bên trong ra ngoài hay không? Nói thiệt với Xuân Phương, Thị Nga và Quốc Việt nè. Quốc Việt là design cái áo này. Bây giờ Thanh Thanh nói cái áo riêng của mình trước, là cái áo này là do Quốc Việt design. Và vừa rồi mà hồi nãy mà Thanh Thanh để cho Susi Fiha mà make up cho mình á, thì mình tưởng tượng giống như mình là cá nằm trên hớt. tức là tùy theo mình trao hết tất cả cái gương mặt, cái tóc của mình như thế nào là trao hết cho Susi Fiha làm. Dạ. Cho nên là không biết nó sẽ ra sao. Không biết là nó sẽ ra sao. Mà quý vị có biết không, chị Thanh, Thanh mới nói là thật ra nói trang điểm á, mỗi người đều có cái cách trang điểm cho mình. Phụ nữ nào ai cũng biết cách trang điểm cho mình hết. Và đôi khi mình thấy người ta make up đẹp, hay là người chuyên nghiệp make up đẹp á, thì mình cũng thích. Rồi mình thấy người khác có cái bộ trang điểm đẹp mình cũng thích. Nhưng không có nghĩa tất cả những cái đó đặt lên cho mình được và thích hợp. Vậy là Xuân Phương nghĩ là Quốc Việt nãy giờ chắc cũng không có được vui lắm, bởi vì những cái áo này đặt lên ba người này nó chắc cũng không vừa ý bằng lên những người mẫu thông thường. Phương khiêm tốn quá thôi, rất là đẹp. Thực ra Hà rất là thích, không biết là mình đang nói về cái trang điểm không. Thật ra mình không muốn nói mình khen mèo dài đuôi, mình không muốn nói là cái trang điểm Hà đẹp mà nhìn mọi người khác. Thật ra mà hôm nay Hà chỉ làm rất là nhẹ trang điểm cho nó thích hợp thôi, chứ không phải là một trang điểm như cô dâu thì rất là tỉ mỉ, để làm hợp lại cái fashion của anh Quốc Việt design cho ba người model của BWN mặc như thế này. Nhưng mà bây giờ thí dụ như mà bây giờ mình trở về với cái áo này đi ha, rồi lát tí nữa qua cái áo của Xuân Phương với Thùy Nga, thì cái áo này khi mà Quốc Việt làm cái áo này, Quốc Việt nghĩ là mình có một cái cảm tưởng gì? Thực ra thì hôm nay là Quốc Việt giới thiệu với quý vị một cái bộ collection của Quốc Việt cho mùa winter. Thì cái chất liệu Quốc Việt làm nó winter là về hơi lạnh. Cái chất liệu của mà Quốc Việt dùng á, với màu sắc là nó màu sậm, thì nó cho một winter là màu sậm. Thì cái chất liệu mà Thanh Thanh đang mặc trên người đó, là cái đó là Quốc Việt tự làm, tức là làm bằng tay. Có nghĩa là Quốc Việt tự design cái chất liệu cho mình. Cái này thì làm bằng cái gì? Bằng gọi là sợi len, sợi len là thô, có nghĩa là chưa có, người ta chưa có vê nó thành cái sợi. Thì nó còn là dạng thô, nó còn nguyên cái bông len. Thì Quốc Việt dùng cái
giống như mình mix nó lên á, thì khi mà mình mix nó với nước nóng với xà phòng á, thì nó sẽ cái sợi len nó sẽ co lại. Nó sẽ co lại thì nó sẽ dính vào trong cái chất liệu vải mà mình muốn. Giống như là cái này là handmade á. Handmade. Cái là làm rồi mình ủi ra, chứ không phải miếng vải hả? Chứ không phải mình không có cần vải. Ủi. Khi mà mình làm xong đó xong mình giặt everything, cái nó là len nhưng mà nó giặt được tại bằng giặt bằng bằng nước được. Cho nên nó rất là dễ take care. Không có phải len là mình giống như len, các chị đúng thấy rồi. Chất liệu len là mình phải đi try len đúng không? Đúng nhưng mà cái này mình giặt tay nước được, giặt tay được. Còn chỗ nào để mà nó co được nữa cho nên là wow. Anh Quốc Việt nói đến như vậy hả? Xin ngắt lời một chút xíu để cảm thấy rằng là thật ra nếu mà nói tiếng Mỹ theo mà người thị trường người ta nói á, you too expensive. Có nghĩa là mắc tiền quá, có nghĩa là mình phải đặt hàng rồi mình làm từng sợi, design ra cái màu rồi đánh làm sao cho nó tung ra rồi mới làm một miếng được miếng vải. Có nghĩa là Quốc Việt tự chọn cái material rồi sau đó mới design cái kiểu. Wow. Nói chung là Quốc Việt nói là cái vải này mà quý vị muốn ra ngoài mua là không có cái hàng này ở ngoài chợ để mà bán. Đúng rồi. Cho dù là quý vị vô cả cái hàng chợ mà mắc tiền cũng sẽ không có cái loại vải như thế này. Dạ, cái vải nó là custom made. Đúng rồi, cho nên là cái này là chính tay của Quốc Việt làm. Thank you Quốc Việt, cái áo này thì Thanh sẽ đem về rồi quý vị sẽ thấy. Nhưng mà rồi khi mà rời qua tới Sushi Phi Hà ha, là khi mà Sushi Phi Hà nhìn thấy Thanh mặc cái bộ này thì Sushi Phi Hà nghĩ cái cảm tưởng như thế nào để mà làm tóc và trang điểm cho Thanh? Thật ra quý vị cũng biết là nhìn Thanh hàng ngày trên BYN thì quý vị cũng thấy được là Thanh là người thường trang điểm, mà trang điểm cũng đậm xí xò, có nghĩa là người thích trang điểm, người xí xò. Nên Thanh cũng đã đủ đẹp sẵn rồi, nên Vi Hà chỉ điểm thêm cái thật ra bây giờ đang là thời trang là màu đen. Giả lại thật ra cái cách của Thanh á, mặc cái áo này nó elegance, thật ra nó hơi nhìn hơi wow là vì cái màu đó rồi cái cách tua của anh Quốc Việt design rồi ngay cái bell nó có những cái chất liệu như thế này nhìn nó rất là cool, you know. Nếu mà cái này nó sẽ là ngắn á thì rất là wow, nhưng mà nó làm dài thì mình đi cái này nó phết dưới thì nó look hơi elegant, hơi sang mà trong một buổi tiệc tối. Và giả là cái nét của Thanh á, cái tóc của Thanh và cái nét Thanh hợp cái sang hơn là look wow. Nên cái tóc họ vẫn muốn curl nhẹ nhẹ. Thật ra cũng thay đổi lắm cái cách nhìn của Thanh hàng ngày. Tóc nó curl lên chút xíu nhưng nhìn mình lại updo. Rồi cái make up thì Hà không có làm đen thôi, Hà chỉ nhấn cái điểm đuôi. Giống như bao nhiêu cái bài make up mà quý vị thấy trên những cái chương trình Hà gửi cho quý vị đó, thì cái đuôi mình đánh vẫn màu đen, rồi mình tán màu ra thôi. Thì coi như là Thanh vừa elegant vừa wow. Tức là Thanh có một số bạn nói là nhìn mặt Thanh rất là dữ, nhưng mà bây giờ chứng tỏ là đây nhà make up da mà nói là mặt Thanh không dữ, nhìn rất là hiền. Thanh sẽ mời Susie Phi Hà đi ăn một chầu phở. Và Hà mới nhường qua mình anh Quốc Việt phải nói đến cái áo của Phương mặc hôm nay là họ rất là muốn Phương. Phương nghĩ là phải cái áo của Thuyền Nha trước, bởi vì đây là một cái áo mà Xuân Phương cho rằng rất là đặc biệt. Quý vị không biết là hồi nãy áo Thanh đó thì làm bằng len, sợi len. Không biết cái áo của Thuyền Nha là Quốc Việt phải mua tới mấy con gà để nhổ lòng đây. Kính thưa quý vị là khi mà cái áo của chị Thuyền Nga mặc á thì Quốc Việt tại vì khi mà Quốc Việt bắt đầu bước vào học fashion thì Quốc Việt rất là thích không biết làm sao mà trong cái đầu óc của Quốc Việt lúc nào cũng nghĩ đến cái những cái lông gà. Thì có một lần thì trong một cái project của trường thì thầy giáo ra một cái project là mình dùng một cái bức hình nào đó để làm cho mình có cái ý tưởng để mình làm ra một cái bộ đồ. Thì Quốc Việt đã Quốc Việt mở coi vô trong cái tiệm sách á, Quốc Việt mở ra thì thấy có cái cuốn sách nó có rất là nhiều gà. Mà tại sao nhất định nói là lông gà chứ? Mà sao Quốc Việt không dùng khi mà cái lông gà nó khi mà được xử lý nó có độ bóng, nó rất là đẹp. Khi mà Quốc Việt thấy vậy, Quốc Việt nó dùng cái đó làm cái ý tưởng. Mà khi mà Quốc Việt vẽ ra cái mẫu á, để mà nộp bài á, nhưng mà Quốc Việt bao giờ Quốc Việt cũng nộp bài trước ngày hết á, không bao giờ nộp đúng cái ngày due. Thì Quốc Việt nộp bài trước á, thì khi mà ông thầy giáo ông nhìn cái bài của Quốc Việt, ông nhìn ông... Wow. I don't like it. Khi mà he nói như vậy á, and he giống như he bắt đầu he nói là he không có thích cái kiểu đó. He nói là tao nghĩ là mày có thể làm nó much better hơn là cái đó. Tao không có thích cái lông gà, nhìn nó không có được đẹp.
nhưng mà trong cái tư tưởng của quý vị vẫn thích như vậy. Thì khi mà quý vị ok, quý vị kêu là ok, nếu mà mày không thích thì ta làm cái khác. Ta làm thì quý vị cũng làm một cái bộ design khác cũng thì là lông. Không có lông. lần này là không có lông nữa. Nhưng mà quý vị dùng một họa sĩ khác để dùng cái một bức hình của một họa sĩ khác để quý vị làm cái ý tưởng cho mình. Thì ông ok, ông good, quý vị được điểm A. Thì nhưng mà quý vị cũng vẫn muốn là phải làm ra một cái bộ đồ đó để cho ông biết là không phải là nó phải lông gà nhưng mà nó là đẹp, chứ nó không có thể nào mà như mày nghĩ là lên là nó xấu. Quý vị mới quyết định làm, quý vị có một cái bộ khác, nó cũng là một bộ lông, cũng làm là tất cả bộ là trên lông gà. Quý vị đi thi là cái bộ đó, quý vị đưa đi Đà Lạt thì quý vị được giải the best of show cho cái lông đó. Thì quý vị mang về với nói ông cái này là lông gà, mày nói là mày không có thích nhưng mà tao làm exactly cái gì mà tao vẽ ra là tao làm exactly, thì bây giờ mày thấy tao đã được giải. Ông kêu good. Cái đó là người ta nói nhưng mà cho hơn thầy đó. không dám chờ hết này. Không, nhưng mà thì Nga đặc biệt hỏi là cái bộ áo này là phải dùng mấy con gà mới được. Thực ra thì nó bán sẵn hả? Thực ra thì cái những cái bộ quần áo mà làm với lông, với những cái lông thì nó không có gì xa lạ nữa. Nói mình nói chơi thì nó như nãy giờ mình nói chơi thì như vậy, nhưng mà đối với những nhà designer nổi tiếng giống như là Alexander McQueen, cái người mà mới chết năm ngoái đó, thì ông ta có rất là nhiều cái ý tưởng từ những cái lông gà, và những cái bộ ý tưởng của ông ta rất là đẹp, và ông ta cũng chính là cái người mà tạo cho Việt nhiều cái ý tưởng về lông gà nhé.